Tướng quân, Hồng La nguyện đi theo người, xin người mang theo Hồng La. Ta sẽ không mang theo ngươi, vì ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho ngươi. Xin tướng quân phân phó, Hồng La dù có mất mạng cũng không hối tiếc. Bản tướng quân chưa rõ tương lai thế nào, khi ta không ở đây, an nguy của sức dân gia đều giao cả vào tay ngươi. Tướng quân yên tâm, Hồng La dù cho có phải mạo hiểm mạng sống cũng sẽ bảo vệ cho tiểu thư và phu nhân. Hồng La, hãy đợi bản tướng quân trở về. Tướng quân, đi đường bảo trọng. Bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Sức dân gia chúng ta chinh chiến lập nhiều công lao cho thánh thượng, sao thánh thượng lại không để yên cho sức dân nam ta? Mau chèo đi. Sao ngươi lại dừng lại? Ngươi rốt cuộc là ai? Là ngươi? Ngươi là người của Lý Dĩ Ưng, sức dân đam. Ngươi giết chết Hà Tây Dương và phụ thân ta. Công chúa giờ đang trong thiên lao, ngươi nhất định có dúng tay vào. Hôm nay ta nhất định báo thù cho hàng ngàn quan hùng đại lương.
hấp hết.